you ready for this? It's Van Helsing time! Chào các bạn đến với sự kiện mới lần đầu tiên ra mắt của chị gái đán trước cần nhân phẩm. Thử test xem nhân phẩm của chúng ta có đủ cao hay không để thăng bằng trước cân này. Nhận cả hai trang phục siêu hiếm, đó chính là Valet mèo siêu quậy và Van Hên đội trưởng cá mập. Thực ra thì nhân phẩm nhiều lúc cũng hơi bị thiếu, không đủ. Thành ra chúng ta cần có mẹo chơi để cân nhân phẩm mà không cần nhân phẩm nha. Nhận cả hai trang phục hiếm luôn. Tất nhiên là Mô Việt sẽ chia sẻ cái chiến thuật này với các bạn rồi. Mẹo chơi cũng làm cái gì đó bí mật, nhưng mà chia sẻ rồi thì sẽ không còn là bí mật nha. Đầu tiên là các bạn sẽ cân 5 lần. Cân 5 lần bên nào trước? Cân 5 lần bên Valet trước. Cứ mua 5 lần anh em ơi. Trong lúc cân thì các bạn có thể nhận được những phần quà hấp dẫn khác. Và mỗi lần cân thì nó hên xôi từ 1 đến 5 cân. Mình cân 5 lần này, được bao nhiêu cân này? 15 cân. Bây giờ chuyển sang cân bên Van Hên nha. Cứ 5 lần Valet xong chuyển sang Van Hên. Sau đó cân bên Van Hên nặng hơn Valet là được. 8 cân rồi. Cân lần 4 này, 13 cân này. Cân lần 5 này, 17 cân anh em ơi. Bây giờ mình sẽ phải chuyển sang cân bên Valet. Nếu Valet nặng hơn thì mình sẽ cân tiếp bên Van Hên. Và Van Hên nặng hơn lại cân lên bên Valet. Trong lúc cân như này thì các bạn sẽ có cái mức thăng bằng cân. Và khi được, đây đây anh em ơi, cân được thăng bằng luôn, chuyển sang Valet được 2 cân và nhận cả 2 trang phục. Chiến thuật rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả, chỉ với 300 quân uy ta nhận ngay cả hai trang phục siêu hiếm của chị gà đán Valet mèo siêu quậy và Van Hên đội trưởng cá mập. Vậy thì nếu anh em nào chưa có những trang phục này, 300 quân uy là cân đủ cả hai nha. Supermoviet.vn bán nick quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được.
I'm